Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đã đưa ra trong bản tin tuần video số 164. Phần thứ hai sẽ đi view lại một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cũng rất là cơ bản để chúng ta xem thử rằng trong một tuần vừa qua thị trường của chúng ta đang giao dịch như thế nào và các mã cổ phiếu của chúng ta thì hiện tại là đang đứng ở định vị ở góc độ như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một vài ý về phân tích và nhận định cái xu hướng thị trường trong tuần mới, tức là cái tuần cuối cùng của tháng 7. Thế thì kết thúc tuần video số 164 phân tích và định lượng tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 19 đến ngày 23. Thì trong cái bản tin tuần này thì Hùng đã có đưa ra 15 cái phút cuối để đưa ra một cái bức tranh rất là tổng thể của các cái nhóm ngành. Cũng như là đưa ra một cái bức tranh về cái kịch bản xác nhận đi tiếp của thị trường. Thì tại cái bản tin đó thì chúng ta có nói đến các cái mốc kháng cự của thị trường, đó là VN30 và phái sinh ở mốc 1450 điểm và VN ở vùng 1310 điểm. Và trong cái bức tranh ở đó thì Hùng Lê cũng đã có nhấn mạnh về các cái nhóm ngành, tức là bức tranh tổng thể của các nhóm ngành. Và trong đó thì chúng ta cũng có nói đến cái việc là hiện tại thì thị trường chung của chúng ta cũng không có nhiều các cái nhóm ngành mà gọi là nhóm trụ. Đó, các cái nhóm ngành là nhóm trụ. Thì sau đó thì trên cái bản tin mà phân tích tuần đó, thì chúng ta cũng tức là đến buổi tối ngày chủ nhật, bởi vì bản tin của chúng ta là ra ngày thứ sáu, và sau đó tối ngày chủ nhật thì chúng ta có đánh giá lại một cái thông tin, đó là 16 tỉnh thành của Sài Gòn thực hiện ven Sài Gòn thực hiện theo chỉ thị 16. Thì đấy là một cái câu chuyện rất là khó khăn, và chính yếu tố này đã dẫn đến là thị trường trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, anh chị có thể thấy đây, thị trường mở cửa phiên giao dịch của ngày thứ hai, tức là bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 19, thì thị trường gần như đã mất các cái lực đỡ rất là quan trọng của chúng ta, đó là đây các anh chị. Thì trong cái nỗ lực của tuần cũ thì VN Index đã tiệm cận lại được cái vùng kháng cự 1.300 đến 1.310 điểm, và đây là một cái vùng kháng cự rất là quan trọng. Đây, chúng ta sẽ view lại, đây là một cái vùng kháng cự rất là quan trọng để xác nhận cái xu hướng đi tiếp của thị trường. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó, một cái vùng ở đây ạ. Và trong một cái tuần giao dịch cũ thì cứ VN Index chạm vào cái vùng này thì đều bị dội lại. Những cái câu chuyện dội lại của ngày thứ hai trong cái tuần giao dịch vừa qua thì nó lại dội theo một cách khác, đó là đầu phiên mở phiên ATO thì nó tạo gáp giảm luôn. Đó, cùng với đó thì chỉ số phái sinh của chúng ta thì chúng ta có nói đến một cái vùng rất là quan trọng của thị trường. Ở trong cái thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ view lại một tí nhỏ lại đây các anh chị. Thì trong cái tuần giao dịch cũ thì chúng ta có đánh giá một cái ngưỡng kháng cự của thị trường, đó là ở vùng 1450 đến vùng 1460 điểm đây các anh chị. Và kết tuần thì thị trường của chúng ta cũng đang đứng trước những cái cơ hội để có thể break được cái vùng 1450 đến vùng 1460 ở đây. Để có thể xác nhận một cái xu hướng tạo đáy tạo nền ngắn hạn ở vùng một của phái sinh là vùng 1395 đến vùng 1400 điểm ở đây. Tuy nhiên cũng vì cái thông tin về Covid tại Sài Gòn nên là mở cửa phiên giao dịch thì phái sinh đã bị sọt mạnh rất đầu phiên, và sau đó thì phái sinh đã bị phá vùng hỗ trợ 1400 điểm ở đây. 1400 điểm ở đây. Thì ngay cái bản tin lúc được phát đi, lúc ngày 14 tháng 7, tức là tại thời điểm đó thì cũng có tính toán một cái kịch bản của thị trường, tức là ngày 14 tháng 7 các anh chị, trước đó một tuần. Thì chúng ta có tính toán một cái kịch bản nếu trường hợp phái sinh và VN30 gãy cái vùng 1395 điểm á, đến một vùng 1400 điểm, cái mốc này bị phá thì xu hướng sẽ test lại về vùng 1380 điểm. Những cái vùng khi mà cái chỉ số này mà bị phá vùng 1395 thì nó sẽ có một cái sức phá rất là khủng, rất là kinh khủng. Và cái việc mà mốc 1380 điểm này sẽ rất khó để giữ, và khi
cái câu chuyện là VN30 và phái sinh bị phá vùng 1.395 đến vùng 1.100 điểm thì dự báo cái khả năng sẽ test về vùng, tức là VN30 sẽ về vùng 1.365 đến vùng 1.370 điểm, đó là dự báo. Và đối với chỉ số VN Index, nếu như cái vùng 1.300 và vùng 1.310 bị phá thì nó sẽ quay lại test cái mốc ở 1.270, nhưng khả năng cái mốc này nó sẽ rất là khó giữ. Và tại cái thời điểm ngày 14 tháng 7 ở đây thì có dự báo cái trường hợp nếu mà VN bị phá vùng 1.300 điểm thì nó sẽ đi về vùng 1.250 điểm. Thì quay lại cái câu chuyện nó đến đến trong phiên giao dịch của tuần vừa qua, đó là phái sinh và VN30 đây các anh chị, khi nó bị phá vùng 1.400 điểm, 1.000 đây, cận dưới là 1.400 điểm và cận trên là 1.406, thì khi nó bị phá vỡ cái vùng 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 hỗ trợ rất là quan trọng này, thì xu hướng ở trong dự báo thì có dự báo về vùng 1.365, nhưng trên thực tế thì nó đã chỉnh về vùng 1.360 điểm, tức là nó lệch cái dự báo khoảng tầm 5 điểm đối với chỉ số VN30F1M. Còn đối với chỉ số VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chúng ta đây rất là quan trọng ở vùng 1.395 điểm, tức là chúng ta cứ lấy cái mốc 1.100 điểm đi. Và khi cái mốc 1.400 điểm này bị phá thì nó cũng có xu hướng là bị đi về cái vùng dự báo, đó là vùng 1.365 đến khoảng vùng 3.70. Trên thực tế thì nó về đến vùng 1.360 điểm ở đây, và sau đó thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, lực long đã bắt rất là khỏe. Và cái lực long này bắt rất là khỏe, và khi chỉ số VN break vùng 1.374 và thậm chí sau đó nó break được cái vùng 1.380 này thì nó đã mở một cái chen long rất là đẹp. Đó, và chen long này thì lại đưa cái chỉ số này, đây các anh chị có thể nhìn ở trên biểu đồ phái sinh, thì đã đưa cái chỉ số này về vùng 1.415 đến vùng 1.420 điểm. Đây là cái vùng kháng cự của phái sinh. Và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì chỉ số này bắt đầu có những cái dấu hiệu đi ngang sideways suy yếu, và nó lại lùi về lại cái vùng hỗ trợ ngắn của thị trường, đó là nó lại test lại thành công ở vùng 1.395 đến vùng 1.400 điểm. Và từ vùng này thì bắt đầu đến phiên giao dịch của ngày 22 thì ông Lê đã có phân tích một cái trend kỹ thuật long của phái sinh. Và trên cái thuật long của phái sinh thì đã đưa cái chỉ số này từ vùng 1.395 đến vùng 1.400 1.435. Từ vùng hỗ trợ 1.395 đến vùng 1.400, và cái target lên mắc được ở đây là đưa lên được cái vùng 1.435 điểm. Và trong tuần vừa qua thì ông Lê bắt đầu thí nghiệm cái tín hiệu BO của phái sinh. Thì ông bắt đầu có một cái team, anh chị em nào mà đánh phái sinh thì có thể liên hệ với ông Lê cho các anh chị thử nghiệm, mặc dù là không có thể đi. Thì đây chúng ta sẽ cái team này thì nó vừa là thảo luận về phái sinh nhưng mà cũng có những cái phân tích về 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 tức là sẽ kết thúc phiên giao dịch thì mọi người thảo luận khá là nhiều về phái sinh, nhưng mà trong cái đây nha, dừng lại. Thì đây là một cái team mới thôi, để chúng ta bắt đầu nói về câu chuyện phái sinh. Thì phái sinh là một cái câu chuyện rất là khó. Thì trong ngày hôm qua là bắt đầu thử nghiệm thôi, thử nghiệm một cái tín hiệu cảnh báo của phái sinh, và trên những cái tín hiệu cảnh báo đó thì có thể up lên room, và mọi người thì có thể bắt đầu căn cứ những cái tín hiệu cảnh báo đó thì bắt đầu đi lệnh. Ví dụ như 9:09 phút thì BO cảnh báo là cái vùng đảo Long ở vùng 1.395 đến vùng 1.400, và break mùng 1.405 thì xu hướng long được xác lập rõ ràng hơn, ví dụ vậy. Sau đó đến lúc mà nó long thủng 1.405 thì tiếp tục cảnh báo xu hướng tiếp tục long. Đến mấy giờ đấy, 9:43 tiếp tục long tiệm cận về vùng 1.410 đó. Phái sinh lúc đó là khoảng mấy giờ đấy ạ? Không biết đến mấy giờ đây, nói chung là long thủng 1.410 thì bắt đầu sẽ tiệm cận về vùng 1.415.
Nếu mà phá trinh mất 1-4-1-0 thì đóng lạnh long chờ. Đó, bắt đầu đến phá trinh hiện đang xu hướng đi ngang ở quanh 1-4-1-0. Đúng không ạ? Rồi. 1-4-1-0. Nhận diện vùng kháng cự ngắn 1-4-1-5, 1-4-20. Có thể chốt long để bảo toàn vị thế, bước vào trước khi phát đi tín hiệu mới. Xong đó thì bắt đầu có cảnh báo một cái tín hiệu suy yếu của phái sinh ở vùng 1-4-1-5. Thì ngày hôm qua là phái sinh đây, ngày hôm qua thì trong cái giai đoạn có cái đoạn đây này, bắt đầu lên đến vùng 1-4-1-5 đây các anh chị. À dưới này. Đây thì nó có một cái tín hiệu đảo sọt ở đây, nó có một cái tín hiệu đảo sọt ở đây khi mà chạm vùng 1-4-1-5 đến vùng 1-4-20, nó tín hiệu đảo sọt ở đây. Thì BO có bắt một cái tín hiệu đảo sọt này, nhưng mà sau đó thì cái lực long rất là mạnh và sau đó thì nó long vượt thoát vùng 1-4-1-5 và đến đến vùng 1-4-20 đến 1-4-25 thì BO bắt đầu nhận diện lại cái tín hiệu long. Đấy. Đây, long mạnh trở lại. Thủng 1-4-20 thì SL vị thế sọc này. Phái sinh break 1-20 này, vùng test 1-4-20 đến 1-4-22 đang khá là ổn này, lực long tiếp tục và kháng cự tiếp theo ở 1-4-30. Đó thì khi mà chúng ta bắt được một cái tín hiệu như vậy thì các anh chị có thể căn cứ vào đó, nói chung là căn cứ vào đó. Sau khi break 1-4-28 này thì sẽ lên 1-4-30, target tiếp theo 1-4-35. Đó, ví dụ như vậy. Thì phái sinh thì nó khá là khó nhưng mà chúng ta cũng có thể theo dõi ở trong phiên thôi. Thì cái target mà cao nhất của phái sinh đưa được đến ngày hôm qua đó là vùng 1-4-35 và cái team phái sinh này thì cũng sẽ dành cho các anh chị em trải nghiệm. Rồi, ok. Và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu và kết phiên thì có thể là có những cái thông tin liên quan đến việc là thành phố Hà Nội có thể thực hiện cái việc giãn cách xã hội chỉ theo thị 16, nên là cái lực bán đã khá là mạnh ở trong cuối phiên giao dịch. Thì phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích cái xu hướng thị trường trong tuần mới, còn về tổng quan của thị trường ở trong tuần vừa qua thì như vậy là thị trường tiếp tục đà giảm điểm các anh chị. Kết thúc tuần ở khoảng đâu đó phái sinh ở khoảng vùng 1.435 và đến ngày hôm nay thì phái sinh lại đạp về ở khoảng vùng 1.400 điểm. Như vậy là phái sinh của chúng ta cũng mất 35 điểm trong tuần, mặc dù trong tuần đã có những cái lực đánh lên. Tuy nhiên cái việc là phiên giao dịch ngày hôm nay thì là một cái phiên giao dịch nó hơi xấu vì nó đã đánh mất cái vị thế, tức là nó đánh mất cái vị thế đang đà long rất là đẹp, và với một cái tín hiệu short ở cuối phiên như này thì tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ có đánh giá thêm về xu hướng của tuần cuối cùng trong tháng 7. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view nhanh các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản của chúng ta. Đối với VIX thì hiện tại chúng ta vẫn đánh giá cái vùng hỗ trợ 100, 102. Khả năng cao thì VIX đi ngang quanh vùng 105 và thoát được vùng 105 thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Vinhome ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Phiên ngày hôm nay thì nó lại lấp hết cái nỗ lực của phiên ngày hôm qua. Đó, cái phiên ngày hôm nay là cái phiên rất là xấu, bởi vì nó cái đà lên của thị trường chung cũng như tất cả các mã cổ phiếu, tí nữa phân tích thì các anh chị sẽ nhìn thấy. Và cái đà lên đang đẹp như vậy và bị một cái tín hiệu kỹ thuật như ngày hôm nay thì nó lại phá vỡ hết những cái tín hiệu của xây được của các cái phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư, à ngày thứ tư và ngày thứ năm. Thì Vinhome kết tuần đang bị mất vùng 108 và khả năng sẽ có những cái tín hiệu điều chỉnh đi ngang ở quanh, khả năng nó test lại quanh vùng 106, 106 trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật. VRE ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta đánh giá ở vùng 25 đến khoảng vùng 26 dự kiến là đáy ngắn hạn của VRE. Trên góc độ kỹ thuật thì VRE cũng có những cái điểm test lại, khả năng để test lại quanh vùng 26.5. Dòng tiền thì đang khá là yếu nên là, và thị trường chung nữa, một phần là thị trường chung nữa nên khả năng VRE nó cũng sẽ chưa có những cái lực hồi phục mạnh. À,
Đối với Sapeco trong tuần chạm lại vùng kháng cự 157 và lực cầu không đủ mạnh nên là Sapeco đang có xu hướng quay lại test nền vùng 150 đến khoảng vùng 152. Vinamilk trong phiên ngày hôm nay thì có những cái tín hiệu giao dịch khá là tốt, tuy nhiên cuối phiên thì nó đã bị một cái lực sọt chung của toàn thị trường nên là Vinamilk lại quay về lại vùng 86 đến khoảng vùng 87. Khả năng sang tuần tới thì Vinamilk sẽ có thêm những cái điểm đánh ở quanh vùng này. GTN giai đoạn hiện tại thì nó đang bị mất cung cầu, với cái cung cầu như thế này thì cổ phiếu rất là khó để có thể có những cái sức bật mạnh. Xu hướng thì vẫn đi ngang, dự kiến đi ngang ở quanh vùng 16. VLC thì hiện tại cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến, cơ bản vùng 28 đến vùng 29, sâu hơn ở khoảng vùng 27, đó là cái vùng mà dự kiến thì cổ phiếu này đang test kỹ thuật. Nhóm ngành hàng không thì nhìn chung là nhóm này thì gặp tương đối nhiều khó khăn, đúng không ạ? Dịch bệnh như vậy thì đương nhiên rồi. Và trong tuần cũ thì VDC mất vùng 117.5, chính vì vậy nên cổ phiếu này có xu hướng quay lại test nền ở vùng 110, 112 và với tín hiệu kỹ thuật tuần như thế này thì ở tuần mới thì khả năng nó vẫn đang test ở trong cái vùng này thôi. HVN thì xu hướng sẽ quay lại vùng 24 đến 24.5, lực cầu đang khá là thấp. AST thì cũng trong tuần vừa qua thì nó cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực ở vùng 48 cộng. Tuy nhiên là lực cầu thì nó cũng không ổn định nên là khả năng thì tuần tới nó vẫn duy trì ở trong cái biên này, biên 48. ACV thì như vậy là chúng ta nói đến cái vùng 78 ở đây các anh chị, đó là cái vùng kháng cự mạnh và với tín hiệu kỹ thuật tuần của ACV như này thì nó đã bị đánh mất cái vùng 74 là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng ở đây. Và xu hướng thì nó sẽ quay về test lại vùng 72, vùng 72 này mà không giữ được thì nó sẽ quay lại về vùng nền 7x ở đây. Test lại nền. Ở BVH thì nó đang trong quá trình dò đáy và hiện tại thì chúng ta có phân tích cái nền 49 đến nền 50 và sâu hơn là nền 48 của BVH. Ở trong tuần thì BVH cũng với tín hiệu như này thì tạm gọi được gọi là tích cực khi mà cổ phiếu này đã lấy lại ở vùng 50 cộng. Tuy nhiên cái lực đánh của dòng tiền hiện tại đang khá là yếu. BVH nó phải đánh khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu, trên 2 triệu cổ phiếu thì mới có thể kỳ vọng một cái lực phục hồi ngắn ở đây. Ở trên góc độ kỹ thuật thì BVH có thể test lại biên 50, thậm chí là biên 49 đến biên 50 này và chúng ta sẽ căn cứ cái biên test ở đó để chúng ta có thêm những cái định lượng. PNG như vậy là PNG sau khi đạt được vùng 105 trong bản tin tuần cũ thì chúng ta nói đến mốc 100 và khi PNG bị mất mốc 100 thì nó quay về nó test cái điểm sâu hơn ở đây vùng 93.5 đến vùng 95. Trong tuần thì có nhấp nhô lại cái vùng này nhưng mà vẫn chưa đạt được tín hiệu về mặt kỹ thuật nên cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh về lại vùng 88 đến khoảng vùng giá 90. Họ Man San thì hiện tại đang tương đối là tích cực hơn cả so với tất cả các mã cổ phiếu của nhóm ngành trụ. Trong tuần thì Man San đã đạt được điểm cao nhất ở vùng 125, có những điểm test lại biên quanh 120 nhưng phiên kết tuần thì nó đang có dấu hiệu bị vi phạm với vùng giá 120. Thì có thể sang tuần mới cổ phiếu này lấy lại vùng 120 thì ok, còn nếu không thì nó sẽ có xu hướng test lại ở quanh quanh ngưỡng 115. Và cái ngưỡng này là một cái ngưỡng rất là quan trọng thì có thể quan sát thêm. MML thì trong tuần thì cổ phiếu này đã đạt được cái target đó, dự kiến đó là vùng 80 thì đối với em này thì trên góc độ kỹ thuật lồng có đánh giá ở trên trend kỹ thuật tuần. Từ vùng giá 57 đến khoảng vùng 58.5, đấy là cái vùng mà chúng ta có thể mua. Xong đó đạt target 65 và nó có những cái điểm test kỹ thuật thì chúng ta đưa lên vùng 80. Ngắn hạn thì MML có thể chỉnh về lại quanh vùng 70 và quan sát hỗ trợ ở vùng này. MSR thì nó không có gì cả, cơ bản là vùng 18 và sau đó chúng ta phân tích định lượng thêm vùng 19 và các anh chị cứ thế những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta canh mua và những cái vùng kháng cự thì chúng ta canh bán.
Dự kiến thì nhịp này nó lại đánh lại về đâu đó khoảng vùng 22 thôi. Tất nhiên là không phải một mạch nó đánh luôn. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong những cái biên đánh tích lũy của MSR ở trước này thì nó cũng có những phiên đánh lên và sau đó nó dội lại nền. Đó, và nó phải đi, ví dụ như trong nhịp cũ thì nó đi quanh nền 18.6. Khả năng trong nhịp này thì cũng như vậy thôi. Khả năng trong nhịp này thì nó cũng phải đi lại khoảng quanh vùng 18.6 đó, một vài phiên hoặc một vài tuần, 1 đến 2 tuần trước khi mà cái lực cầu nó quay trở lại đánh khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu, thì đấy là cái phiên mà có thể canh để chúng ta mở các cái điểm mua hết. MWG và J, MWG hiện tại thì nó hơi xấu. Vì sao? Bởi vì trên góc độ kỹ thuật là sau khi mà nó đạt được cái vùng 180 thì nó quay lại, thì nó phải giữ lại được biên 165 đến biên 168, nhưng trong tuần thì cổ phiếu này có lúc bị mất biên, có lúc lấy lại biên, nhưng mà sau đó phiên kết tuần thì nó lại không có đạt được cái tiêu chí về mặt kỹ thuật. Đường MACD dòng tiền, nó dòng tiền đang cắm đầu như thế này thì không con nào có thể ngóc đầu lên được đâu. Thì tuần mới khả năng thì em này sẽ test lại quanh biên 160, dự kiến biên 160. Gãy 160 thì rất có thể là nó lại phải đi lùi lại về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là khoảng quanh 150, thì chúng ta sẽ quan sát cái biên 160 ở trong cái tuần giao dịch mới. J, tín hiệu về J là trong tuần thì nó khá là đẹp, thậm chí là trong tuần trước thì chúng ta cũng có đánh giá một cái tín hiệu tích cực của J ở vùng 50 đến khoảng vùng 51. Dòng tiền đang có tín hiệu tốt, nhưng phiên kết tuần thì không thực sự tích cực. Mặc dù trong tuần thì J đã có hai phiên chém qua được vùng 52, như vậy là thuần về kỹ thuật là những cái tín hiệu trước phiên ngày thứ sáu thì rất là ok, nhưng phiên này thì giờ ẹp. Phiên này là lấp hết nỗ lực của hai phiên trước, thì khi mà cái nỗ lực nó bị lấp hết thì nó lại lại quay về cái vùng định lượng cũ, đó là vùng 50 đến vùng 51 để tích lũy lại cung cầu đây. Xu hướng là như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ FPT, một số các cái mã đơn giản thôi. Thì đối với FPT ở trong tuần và trong các tuần gần đây thì vùng 83.5 vẫn là vùng hỗ trợ tương đối là tốt, vùng 83.5 đến vùng 84. Lực hồi kỹ thuật của em này thì phiên nay là đánh rất là tốt anh chị nhá, nhưng mà do thị trường yếu quá nên là kết phiên là lùi lại về quanh vùng 90. Thì trên góc độ kỹ thuật khả năng là nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 88.5 và cái kháng cự của nó là 92.5 ở đây, thì nó gặp phải cái kháng cự ở đây nên là phiên nay thì nó cũng lùi lại kỹ thuật như vậy. Thì sang tuần tới nếu như mà cái vùng 88.5 của FPT mà không gãy như vậy là cổ phiếu rất là khỏe để có thể đi tiếp, nôm na là như vậy. Ở DigiWorld trong tuần nó test lại cái kỹ thuật của nó ở quanh vùng 127.5. Nó bị gãy nhưng phiên liền sau đó thì nó lại lấy lại được và hai phiên mở gap tương đối là mạnh nên là nó đang có những phiên lấp gap này. Khả năng là nó sẽ lấp về quanh vùng 134.5 và sẽ quan sát ở cái ngưỡng này. Ngưỡng này mà giữ được thì xu hướng phục hồi lại vùng 145 150 là ok, còn nếu mà bị gãy cái biên này thì nó lại quay lại nó lấp, tức là nó lấp hết sạch cái gap tăng của nó tạo ra ở hai phiên liền trước nó ở đây. Con CMG này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nói chung về nôm na thì hỗ trợ 34 đến khoảng vùng 35, ở đây là những cái vùng có thể cân. Ở những cái vùng kháng cự ở trên này thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng hiện tại thì con này đang nằm ở vùng hỗ trợ. ITD đó, ITD thì đã có những cái cảnh báo cho anh chị em rồi. Nói chung vùng 18 19 đây là cái vùng mà nó gặp những cái kháng cự rất là mạnh và tuyệt đối chúng ta không nên đua, và có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt ở những cái vùng này để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Trong nhóm ngành xây lắp thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có một số các cái mã cổ phiếu đánh vượt đỉnh, ví dụ như là VPG, ví dụ như KDH, CRE, bộ đôi cổ phiếu HDC và HDG, thì đấy là những cái mã cổ phiếu đã break đỉnh rất là đẹp, và với những cái mẫu hình break đỉnh như vậy thì gần như là nhà đầu tư sẽ không dám mua, chỉ có những anh chị em nào mà đã mua ở những cái vùng phân tích rất là sớm. Ví dụ chúng ta nói ví dụ về HDG chẳng hạn,
Thì HDG chúng ta bắt đầu phân tích những cái vùng rất là sớm ở vùng 42 và sau đó thì đưa được lên những cái target ở đâu đó khoảng vùng 48, 49 ở đây. Và hiện tại thì HDG trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm test lại biên rất đẹp ở đây. Đó là biên 47 đến biên 48 đấy các anh chị này. Đó. Đây phiên phiên ngày thứ ba là nó có điểm test lại đây và sau đó thì lực cầu đã tiếp tục kéo HDG đánh vượt đỉnh. Thì cái câu chuyện là khi mà cổ phiếu đánh vượt đỉnh á thì cái phương pháp mua nếu như chúng ta chấp nhận được rủi ro thì chúng ta sẽ chia nhỏ các cái điểm mua để chúng ta mua và chúng ta mua trong vòng nhiều ngày. Ví dụ như giả sử chúng ta dự kiến mua 1.000 HDG ở những cái điểm break đỉnh này thì một phiên chúng ta chỉ mua 200 cổ phiếu thôi và chúng ta mua trong vòng 5 phiên. Thì cái cách thức như vậy để chúng ta làm gì, để chúng ta luôn có cổ phiếu T3 là hàng về rồi. Thì đến ngày thứ tư, ngày thứ năm ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ chủ động được, chúng ta chủ động được cái xu hướng. Đó, ví dụ như ngày hôm ngày hôm nay chúng ta có thể mua ở quanh vùng giá 50 nhưng mà phiên ngày hôm sau đúng không ạ, nó đạp sâu xuống một nhát như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể cân thêm 200 cổ phiếu ở quanh vùng 48 ví dụ như vậy thì giá vốn của chúng ta sẽ rất là quê. Rồi đến phiên ngày thứ tư đúng không ạ thì HDG lại tiếp tục có một cái biên đâu đó sâu ở khoảng vùng 49 đó thì chúng ta lại có thể cân thêm 200 ở cổ phiếu ở vùng 49 như vậy. Thì vô hình dung là chúng ta cân chia nhỏ ra như vậy thì cái phương pháp đấy là phương pháp mua break. Trong tuần vừa qua thì cũng đã có khuyến nghị bắt lại một số các mã cổ phiếu về nhóm ngành xây lắp, ví dụ SCR thì SCR có đánh giá vùng 8.15 đến vùng 8.5, đây là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và dự kiến thì cổ phiếu có thể ban bật và bắt đầu hồi phục lại từ đây. Target dự kiến của SCR quanh vùng 11. HBC cũng là một mã cổ phiếu quốc dân rất nhiều những anh chị em quan tâm. Thì bản thân là các anh chị có thể nhìn lại đây. Khi mà chúng ta phân tích HBC đạt được cái target mắc 19.5 đến vùng 20. Đây là những cái bản tin tuần các anh chị có thể xem lại trong tháng 3, tháng 4, tháng 5. Tháng 3 và tháng 4 và sau đó thì HBC chỉnh và khi mà HBC có những cái điểm gãy quanh vùng 15 các anh chị có thể xem lại đây chỉ là những lực hồi kỹ thuật thôi, lực hồi kỹ thuật này dự kiến đánh về vùng 17 thì khi cái vùng 15 nó bị thất bại thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy nó đang đi về và thậm chí trong cái phân tích dự báo của HBC có thể đánh về vùng 10, đó là một cái trend downtrend dài. Thì bây giờ nó gặp về đây thì cũng đang có những cái điểm hồi phục kỹ thuật khá là tích cực và có thể bắt đánh T cộng vùng 12, 12 năm. Thì đó là có phân tích về HBC. DG cũng có một cái vùng hỗ trợ hiện tại cũng tạm ổn ở quanh vùng 22 và dự kiến nó sẽ có những điểm trả cung ở quanh vùng 23 và điểm này thì cũng có thể canh bắt để chúng ta đánh T cộng được. IDC là một cái mã mà cái tính đầu cơ của nó cũng tương đối là cao sau khi mà nó đánh được cái break, tức là điểm break ở vùng 32 thất bại thì cổ phiếu này bị đạp. Đạp cũng rất là tưng bừng, đạp gãy luôn tất cả các cái hỗ trợ kỹ thuật nhưng mà rất may đến thời điểm hiện tại thì nó đã lấy về lại được vùng 24 rồi. Tạm 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 chấp nhận được và trong ngắn hạn thì chúng ta đang đánh giá cổ phiếu này ở quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Khả năng nó sẽ có những cái điểm long lên sọt xuống ở quanh vùng 22.5 ở đây và cái vùng này không gãy thì đây cũng là cái thời điểm mà dự có thể bắt bắt để chúng ta đảo hàng ở trong cái thời điểm rất thị trường khá là khó khăn. S99 hiện tại cũng có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối đẹp và cổ phiếu này thì cũng đang bị kẹp lại ở những cái vùng phân tích ở nền hỗ trợ khoảng nền 20 đến nền 20.5. Ngắn hạn thì đang nhìn thấy thôi, đang nhìn thấy vùng 15 16 này là kỳ vọng là em này sẽ có những cái điểm hội tụ kỹ thuật ở đây. Tất nhiên nó cần phải thêm dòng tiền phải đánh liên tục khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu một phiên thì như vậy thì nó mới xác nhận được cái tín hiệu hồi ở đây. Sell ở thời điểm hiện tại cũng là một mã cổ phiếu mà cũng có thể quan tâm quay trở lại khi mà nó có 2 tuần xây ở biên 7.75 đến vùng 8.2, biên kỹ thuật ở khoảng vùng 8 tương đối là ổn định. Sau một phiên mà sell đánh lên ở phiên hôm qua hình như là phiên trần thì phiên ngày hôm nay là sell cũng có điểm test kỹ thuật. Test như thế này là khỏe. Tuần tới nó có thể test lại về vùng 83. 83, 82, nói chung là những cái vùng đó thì cũng có thể tham gia. Chúng ta bắt từ từ các anh chị nhé. Ở trong giai đoạn này thì không ai nói tài nói giỏi được cái gì cả bởi vì ngoài cái câu chuyện là kỹ thuật của thị trường thì nó đang quá phụ thuộc vào các cái yếu tố vĩ mô
Và các cái yếu tố vĩ mô đó thì nó không phản ánh được hết lên cái kỹ thuật hiện tại của thị trường và của cổ phiếu, nên là chúng ta sẽ thăm dò từ từ, từ từ đó, chúng ta mua từ từ ở trong cái giai đoạn hiện tại. IDC ở thời điểm này chúng ta có đánh giá ở quanh vùng 30, và IDC thì cũng đã có 2 tuần, gần như 2 tuần nó vòng ở quanh vùng 30 tương đối là đẹp và ngắn hạn, tức là điểm mua ở đây thì nó hơi chênh vênh rồi các anh chị này, từ 30 mà lên đến 33.6 gần 34 rồi, nó hơi chênh vênh rồi, nhưng mà những tài khoản mà đang cầm thì xu hướng ngắn hạn có thể hồi lại về vùng 30 6 năm đến khoảng vùng 37 có thể canh chốt được. ETA hiện tại thì nó đang gặp một cái hỗ trợ tương đối đẹp ở đây vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.7. Ok anh chị, vùng này thì cũng có thể cân nhắc. Và phiên ngày hôm nay thì ETA đang trả lại gap ở quanh vùng 6, sâu hơn có thể trả lại ở vùng 5.5 đến vùng 5.7. Thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta túc tắc, chúng ta gom dần những cái vị thế đầu tiên, và sau đó thì chờ ở cái xu hướng, trường hợp nếu như ETA mà đánh vượt thoát vùng 6.25 thì có thể mở điểm mua hết ở đây. Đó, mở điểm mua mạnh ở đây, tức là khi đó cổ phiếu đánh được vượt thoát được vùng đó thì thông thường là ETA sẽ khớp khoảng tầm độ ít nhất phải tầm độ trên 20 triệu cổ phiếu, trên 20 triệu cổ phiếu thì đấy là những cái phiên mà chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng cùng với đội nhóm đội lái. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí thì chúng ta có mã cổ phiếu GAT. Trong tuần thì giá dầu WTI cũng đã có những cái biến động tương đối là mạnh. Khi mà nó thủng vùng 70 và đạt điểm sâu nhất đó là vùng 65. Đây, gặp lại hỗ trợ 65 thì đã có 2 phiên, 3 phiên, chính xác là 3 phiên rút lại từ vùng hỗ trợ này và đưa về lại trên vùng hiện tại là đang ở trên vùng 71.2. Đấy là cái vùng hỗ trợ, tức là cái biên hỗ trợ kỹ thuật của giá dầu. Thì GAT đối với thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ nói lên một cái mối liên hệ giữa giá dầu và cổ phiếu nhóm ngành dầu khí một tí. Thì chúng ta lưu ý lại đây, đó là trong trong những cái thời điểm các anh chị có thể xem lại đây, đó là cái thời điểm của tháng mấy đấy ạ? 28 tháng 9 2018, giá dầu thô tạo đỉnh và sau đó thì nhóm P cũng rơi lần lượt theo giá dầu. Thì đến thời điểm hiện tại nó có một cái yếu tố kỹ thuật ở đây, đó là giá dầu cũng đang có một cái xu hướng quay về lại vùng 76.5, đó là vùng đỉnh cũ của giá dầu. Thì cái câu chuyện là giá dầu có hồi phục tiếp được hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật, nhưng nếu trường hợp như khả năng cao nếu mà giá dầu phá vùng 65 thì như vậy là giá dầu cũng bắt đầu đi vào downtrend. Đó, giá dầu bắt đầu đi vào downtrend ở đây, và khi cái câu chuyện là giá dầu downtrend thì nhóm ngành P cũng sẽ có những cái tác động tiêu cực. Còn đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ chưa có cái kết luận về giá dầu. Ở trên góc độ kỹ thuật, GAT tuần vừa qua nói chung là chạm lại vùng 88.5 đến vùng 90 là kháng cự, nên nó khá là lình xình. Vùng hỗ trợ 86.5 thì có thể quan sát ở trong tuần giao dịch mới. PLX hiện tại thì cũng đang hình thành một cái điểm về mặt kỹ thuật ở đây tương đối là ổn. Hiện tại thì PLX chưa có vấn đề gì lớn. Đó là vùng 48 đến khoảng vùng giá 49, và kết tuần thì PLX đang đóng được trên khoảng vùng 50. Phiên ngày hôm nay thì nó test lại, nhưng nó test cũng đẹp, không gãy 50, như thế là ổn. Như vậy thế là tạm ổn. Thì sang tuần mới thì khả năng nếu như thị trường xu hướng thị trường xấu thì PLX có thể lấp lại gap này, tức là lấp khoảng vùng quanh 49.3. PET là một cái mã cổ phiếu cái tính đầu cơ rất là cao, và nó có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là vùng 19 và sâu hơn là vùng 18. Thì trong tuần PET có một điểm đánh khá sâu về khoảng vùng 18.2, sau đó thì có một cây nến rút chân lên lại về vùng 19. Ở trên góc độ kỹ thuật thì thị trường chung nó đang lình xình, nên khả năng là em này nó cũng sẽ chưa thể tăng được đâu. Kháng cự kỳ vọng ở khoảng vùng 21. PXS phiên ngày hôm nay đầu phiên thì giao dịch khá là tốt, nhưng cuối phiên thì lại không ổn. À không, thực ra thì cũng không phải là không ổn, tức là nó không đẹp thôi, chứ còn về mặt kỹ thuật là vẫn nằm ở biên 5.5 đến 5.65. Em này có một cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là khoảng vùng 5.
Thì tín hiệu kỹ thuật như thế này thì chúng ta cần phải quan sát thêm những cái phiên giao dịch đầu tuần mới để chúng ta xem cái tính ổn định của PXS ở quanh vùng 5.3, sau đó sẽ có đánh giá thêm. Ba mã cổ phiếu top 1 của nhóm P thì hiện tại cũng đang vận động, nói chung là nó cũng chưa thực sự là khởi sắc, nó thực sự khởi sắc. PBS trong tuần có một điểm test lại ở biên 21, sau đó kéo lên nhưng lại gặp lại kháng cự ở đây 24.5, nên phiên ngày hôm nay thì bị đổ lại. Thì cái phiên đổ này thì chưa xấu, tức là nó lấp nhưng nó lấp chưa bị gãy vùng 22.8, như vậy là vẫn còn ổn. Tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát ở biên 22.8 để có thêm cái nhận định về xu hướng của PVS. PVD thì xấu hơn PVS. Bởi vì sao? Bởi vì trong tuần thì gần như PVD đã không thể công lại được, không thể công lại được cái vùng 18 cộng ở đây. Giao dịch khá là yếu thì PVD nó có hai cái ngưỡng chỉnh kỹ thuật. Hai ngưỡng chỉnh kỹ thuật đã được phân tích tuần, đó là một là nó chỉnh ở vùng 18, vùng 18 mà không giữ được thì xu hướng cao nó sẽ đi về khoảng vùng 15 năm đến khoảng vùng 16. Cây nến ngày hôm nay của PVD thì nó lấp và tương đối là tiêu cực. Và với cái sự như vậy thì chắc chắn là phiên ngày thứ hai sẽ test lại 17, và từ 17 này đi đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích tiếp theo thôi. Không không có sự lựa chọn nào cả. PVT ngắn hạn thì chúng ta phân tích ở đây, đó là vùng 17 là vùng hỗ trợ. Kháng cự ngắn của PVT khoảng vùng 18.7 lên mới được tí thì đã bị chỉnh rồi. Thì PVT cũng như vậy, vùng 17.5, nó sẽ test lại vùng 7.5 phiên ngày thứ hai thì chắc chắn là vùng 17.5 thì sẽ test rồi. Còn vấn đề có giữ được hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm thôi. Còn phiên 17 này thì cũng có thể là PVT sẽ đạp lại đáy lần 3 quay về 17, kiểu cách đi như này. Cách đi cái mũi tên nó bị lộn. Nó sẽ test lại đây, nó sẽ test lại đây trước khi mà nó hình thành lại cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Dòng tiền thì đang hồi lên khá là tốt rồi. Và thực tế là phân tích về tổng quan của nhóm P thì đang khá là tốt, chỉ có điều phiên ngày hôm nay thì nó bị những cái thông tin, khả năng là thông tin liên quan đến COVID-19 tại Hà Nội thôi. Hôm nay thì số ca nhiễm tại Hà Nội cũng tương đối là nhiều. Và có thể Hà Nội sẽ cũng triển khai cái chỉ thị 16 để giãn cách xã hội và dập dịch, nên là mọi người thì cũng đang hoang mang bởi với câu chuyện đó. Còn trên thực tế thì cái sự khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam nói chung thì nó cũng đã thể hiện trong một cái quá trình rất là dài rồi. Và kể cả là như Bắc Ninh, Bắc Giang có những cái thời điểm bùng dịch như vậy, nhưng mà chính phủ cũng đã có những cái biện pháp rất là tích cực để có thể khôi phục sản xuất và nó làm không đứt gãy cái sản xuất. Còn đương nhiên khi chúng ta thực hiện chỉ thị 16 thì nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố tác động về cung cầu, đó là ví dụ như là các cái chuỗi về cung ứng hàng hóa sản xuất của chúng ta sẽ bị đứt gãy, đấy là câu chuyện về đương nhiên và đấy là những cái câu chuyện rất là khó khăn. Và cái sự khó khăn của dịch bệnh COVID thì Hùng Lê đã có đề cập ở trong cái bản tin video số 160, là đã bắt đầu phân tích những cái câu chuyện là Sài Gòn mà bị phong tỏa là có vấn đề ngay, và từ cái bản tin video 160 đó các anh chị có thể xem lại. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ không nói nhiều nữa bởi vì nó đã xảy ra rồi. Đó, thị trường nó đã giảm rồi thì bây giờ chúng ta nói nhiều làm cái gì? Nói nhiều thì lại bảo là nói sau. Và chúng ta sẽ nói trước khi mà nó có những cái biến động mạnh về thị trường thôi. Đối với oil, oil thì bây giờ là đánh giá vùng 11 đến khoảng vùng 11.5. Đây là cái vùng hỗ trợ ngắn của oil. Oil thì bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một cái tín hiệu kỹ thuật nữa thôi, đó là dòng tiền. Dòng tiền bắt lại khoảng tầm trên 4 triệu cổ phiếu một phiên, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể giúp cho chúng ta nhận diện về cái lực phục hồi của oil. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ xem vùng 12. 12 này khả năng cũng sẽ khó để giữ trong tuần tới, xu hướng là test lại, khả năng là sẽ test lại vùng 11.5. Thì nôm na đấy là những cái vùng hỗ trợ mà chúng ta có thể canh bắt cổ phiếu, canh bắt cổ phiếu. BSR như vậy, BSR vùng 18 vẫn khá là khó khăn, 2 tuần BSR không vượt thoát được vùng 18 cộng. Còn trên góc độ kỹ thuật thì BSR có một cái vùng hỗ trợ 16 đây, hai lần ở đây một cây nến test 16 phiên ngày thứ ba cũng có một điểm test 16 và kéo lên. Biên kỹ thuật ngắn hạn của BSR thì khả năng như vậy thôi, nó cũng chưa thể mà đánh mạnh mẽ lên được,
vì thị trường chung và nó cần thêm những cái yếu tố kỹ thuật từ thị trường chung nó ổn định nữa cơ. Khả năng thì sang tuần tới BSR sẽ trả lại, nó sẽ trả lại quanh vùng 16 năm và quan sát vùng 16 năm để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. POV kép trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng đã có những cái đánh giá về mặt kỹ thuật và có thể canh bắt đầu bắt lại vị thế. Đây ví dụ như này, đấy là chúng ta sẽ vào cái team không chat. POV kép thì ông có đánh giá cái vùng 10 đến vùng 10.4, 10 đến 10.4 đang có những cái vị thế hồi phục khá là tích cực. Thì trong phiên giao dịch sáng nay có đánh giá vùng có thể gom bắt lại cái vị thế thăm dò quanh 10.4 đến 10.55, và sau đó cổ phiếu về thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo và kết phiên thì nó đóng cửa khoảng không phải khoảng mà đóng cửa vùng 10.5. Biên hỗ trợ của POV kép vùng 10 đến vùng 10.4 và điểm kỹ thuật của quanh vùng 10.25, nôm na ở những cái vùng này thì chúng ta có thể canh gom vị thế và chúng ta chờ khi POV kép có những cái điểm đánh mạnh ở khoảng tầm độ 10 trên 15 triệu cổ phiếu thì đấy là những cái phiên mà sẽ xác nhận cái xu hướng hồi phục. Thì ngắn hạn thì POV kép cũng chưa thể đánh dài được đâu, nói chung là nó hồi phục lại quanh vùng 11.5 đó, những cái điểm nho nhỏ như vậy thôi, chứ trong cái thời điểm này thì để mà nói cổ phiếu đánh dài nó khá là khó. Ngay cả đơn cử như nhóm banh đúng không ạ, nhóm banh và nhóm chứng khoán thì các anh chị cũng thể thấy rằng đấy là một cái câu chuyện mà nó rất là khó khăn. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nói đến cái câu chuyện là tầm gửi, tức là thị trường chứng khoán Việt Nam đang phụ thuộc quá lớn vào nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán, và chính vì cái sự phụ thuộc quá lớn như vậy thì dẫn đến cái câu chuyện là banh tăng chứng khoán tăng thì thị trường tăng, banh giảm chứng khoán giảm thì thị trường giảm, như vậy nó làm méo mó đi cả một cái xu hướng tổng thể của thị trường các anh chị. Và chính vì như vậy mà khi mà nó làm méo mó đi như vậy thì nó sẽ nằm trong những cái tay tạo lập rất là lớn về thị trường, tức là họ muốn sọt phái sinh chẳng hạn, ok tôi sẽ lấy hàng ở kho tôi đạp nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán đó, ok tôi muốn long phái sinh, tôi lại mua hôm đó tôi lại mua tất cả nhóm banh và chứng khoán để tôi mua trả hàng lại cho kho đó. Cái câu chuyện là như vậy, mọi người chúng ta trên thị trường cơ sở chúng ta chưa có được đánh T0, nhưng các cái kho T0 tồn tại trên thị trường chứng khoán rất là nhiều, các anh chị không biết đâu, những cái kho mà người ta kinh khủng lắm, những cái kho với một cái lượng hàng cực kỳ lớn và người ta sẵn sàng, người ta có thể đạp phiên này 1 triệu nhưng phiên ngày mai người ta cân lại 1 triệu, đấy là câu chuyện rất bình thường ở trên thị trường. Thì đối và đối với cái câu chuyện trong thời điểm hiện tại là nhóm banh và nhóm chứng khoán như vậy thì cái việc mà làm những việc đấy thì nó lại càng dễ đối với những cái hoạt động mà trader phái sinh đó, trong hai cái xu hướng long và xu hướng short. Và trong tuần vừa qua cũng như vậy, ví dụ phiên đây chúng ta quay lại một tí về phái sinh. Đây là một phiên mà nhóm banh và nhóm chứng khoán đánh rất là tốt đó, và sau đó thì hôm nay thì nhóm banh và nhóm chứng khoán trả hết lại cho anh short phái sinh đó. Hôm nay là hôm qua anh đánh long, hôm nay anh đánh short, đây cũng như vậy. Trong cái phiên hồi phục của ngày 20 thì các anh chị có thể xem lại, nhóm banh và nhóm chứng khoán đã kéo rất là tưng bừng, và sau đó thì nhóm này chỉnh một nhát thì nói chung là thị trường lại 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 bị đạp thôi đó. Thì cái câu chuyện là trong cái thời điểm hiện tại đấy là một cái sự sự phụ thuộc, nói đúng nôm na là như vậy, và nó khả năng cái sự phụ thuộc này nó còn đeo bám thị trường trong một quãng thời gian nhất định nào đó, cho đến khi là nó có cái sự phân hóa và sự phân hóa đều để dẫn đến cái việc là trong cái nhóm này nó cũng sẽ có những cái mã cổ phiếu tăng và nó cũng có những cái mã cổ phiếu giảm, chứ nó không không theo cái kiểu là đạp toàn dòng mà tăng là tăng toàn dòng. Đây các anh chị, tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích này đó, Vietcombank ACB ngày hôm nay là đạp toàn banh, sau đó đạp toàn chứng khoán, bốn con mã chứng khoán to nhất cũng đạp đó. Thì câu chuyện nó phụ thuộc vào như vậy thì nó dẫn đến những cái tâm lý đầu tư khá là bất ổn. Đối với Vietcombank như vậy, Vietcombank thời điểm hiện tại là tạo được cái target cao nhất ở 115, sau đó giảm và bắt đầu giảm này. Giảm thì bây giờ như vậy là trong tuần này thì Vietcombank đã có một điểm test lại khá sâu ở vùng 94 và sau đó rút chân lên.
Nhưng mà nó lại trả lại gap rồi, thì gap này nó sẽ test lại vùng 96.5. Sang tuần tới vùng 96.5 này chúng ta sẽ xem lại. Vùng này mà gãy thì nó lại đi về lại vùng 94. Vùng 94 có gãy được không? Khả năng khó. Trong cái thời điểm hiện tại thì Tạo Lập đang giữ Vietcombank ở quanh vùng 94 khá là tốt. Đây anh chị, bắt đầu từ thời điểm này. BIDV như vậy là sau hai nhịp nhịp này thì chúng ta cũng đã đưa được target ở vùng 49.50. Nhịp này thì suýt soát đạt được trên vùng 48 cộng. Đó, và nó chỉnh. Thì bây giờ chúng ta nói đến vùng hỗ trợ 40 đến 40.5 đây. Vùng này đang bị cạn cung, đường mác khá xấu, dòng tiền đi ngang, như vậy là xu hướng chủ đạo là bit sẽ đi ngang, kỳ vọng khỏe thì đi ngang quanh vùng 40. Yếu thì yếu và thiếu thì nó lại quay lại test cái điểm này đây. Đó. Quanh vùng 39 đây anh chị, nó test lại đây. Nhưng xu hướng khả năng là sẽ quay lại vùng 39 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. ACB trong tuần cũng đã có những cái tín hiệu rất là tích cực nhưng kết tuần thì lại hỏng rồi. Vùng 32 là vùng hỗ trợ của ACB đã cực tốt, có những điểm test về 32 sau đó bật lên. Bật lên thì nó đã long được thoát vùng 33.5 nhưng cuối tuần lại mất mốc 33.5, và với việc mất này thì sẽ quan sát thêm cái tín hiệu ở quanh vùng 33.5. Trường hợp ACB lấy lại được vùng này thì tốt, còn nếu không lấy lại được thì nó lại quay về hỗ trợ thôi. Đấy, cổ phiếu nó chỉ như vậy. CTG trong thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích của ông Lê từ vùng kháng cự 42. Sau đó thì nó mất biên 36.5, sau đó thì nó tiếp tục mất biên 34. Và hiện tại thì nó đang đi lại biên 32 và xu hướng nó đi ngang ở quanh một cái tuần từ biên 32 đến biên 34 này, thì phiên kết tuần này thì nó tức là nó chưa xấu trên bản tin tuần, tức là nó có thể quay lại 32 và cái mốc 32 này thì sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu mốc 32 này bị mất, nếu mốc 32 này bị mất thì xu hướng công thương sẽ bị đạp về quanh vùng 30. VBank ngày hôm nay xấu, tín hiệu kỹ thuật của VBank ngày hôm nay rất là xấu. Không biết sau này Tạo Lập có kéo lại được hay không thì cũng không rõ, nhưng với tín hiệu của VBank ngày hôm nay, VBank mất vùng 60. Vùng 60 cũng có thể nói là gần như cái vùng đệm thứ hai để xác nhận cái xu hướng còn lại của VBank. Bởi vì VBank trong một cái nhịp trước mà chúng ta nói là chúng ta nói đến hỗ trợ 65, mất 65 thì sẽ đi về 60. Bây giờ mất 60 thì sẽ đi về đâu ạ? Sẽ đi về 55. Mất 55 thì sẽ đi về tương đối sâu ở khoảng vùng 48. Như vậy thì VBank chúng ta lưu ý những cái tài khoản nào anh chị mà đang cầm VBank, chúng ta hết sức lưu ý đến mã cổ phiếu này. HDBank ở thời điểm hiện tại thì nó đang tích cực hơn cả so với những cái mã cổ phiếu khác trong nhóm bank, đó là nó vẫn giữ được hỗ trợ 31 đến 31.5 đến khoảng vùng 32. Đó, nó chưa bị phá kỹ thuật thì đối với HDBank như vậy. Khả năng thì đường mác cũng đang cắm đầu như thế này thì nó cũng chưa 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 hồi phục mạnh được đâu anh chị. Xu hướng thì tích lũy đi ngang ở trên cái nền ở đây là nền 31.5 đến khoảng nền 32 thôi. SHB thì cũng đã có một cái tuần đánh tương đối nhanh và nó gần như cái lực đánh này thì cũng chỉ đạt được đến T3 thôi. Thậm chí có thể nói là đến T2 thì nó đã bị chỉnh giảm rồi, và cái vùng kháng cự trước mắt của SHB đó là vùng 29 đây anh chị này, nó chạm lại vùng đây, có trong tuần trước nó có chạm lại đó, vùng 29 đến vùng 30, đó là cái vùng kháng cự ngắn. Ngắn hạn thì SHB có thể quay lại kiểm tra vùng 24.5. Vì cái vùng kháng cự mà cả tuần nay nó đi đó là vùng 28 của SHB nó không đạt được. STB trong phiên ngày hôm nay thì có một cái khối lượng giao dịch tương đối tốt, nhưng nó cũng không thể đủ chống đỡ lại thị trường. Ở STB thì trong tuần, trong bản phân tích tuần chúng ta nói đến hỗ trợ 28 và có thể cho phép lên khoảng vùng 27, và trong tuần thì nó đã có những cái điểm long short ở quanh vùng 27, vùng 28. Phiên ngày hôm nay khá đẹp, lấy lại được vùng 28 cộng nhưng không đóng cửa được ở cái góc độ kỹ thuật, đó là giá cao nhất trong phiên.
Ngắn hạn thì STB có thể test lại quanh vùng 28 đến vùng 28.5, và vùng này thì sẽ đi xây, gọi là đi đi phân tích đánh giá thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Liên Việt Postbank, như vậy là Liên Việt Postbank cũng con này chia cổ tức, nên là những cái hình ảnh hình hình này là chắc là hình trên chia cổ tức nên nó đang nằm ở trên này. Trong ngắn hạn thì chúng ta đánh giá Liên Việt Postbank ở khoảng vùng 22 các anh chị, 22 đến khoảng biên 24. Nôm na là đi ở trong biên này, và nếu mà gãy 22 thì chúng ta nên nên bán. Đó, bởi vì khi gãy 22 thì cái xu hướng là cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh nó sâu hơn. Còn Liên Việt Postbank thì khi chúng ta nói đến ở đây này, cái vùng ở đây khoảng vùng 26.5, đó là cái vùng mà chúng ta lưu ý khi mất cái vùng này, đó là cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu của cổ phiếu. BVB ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá là cái mốc 15.5 đến khoảng vùng 16 là vùng hỗ trợ ngắn hạn, biên giao dịch trung bình ở khoảng quanh 17.5, và vùng này thì chúng ta có thể bắt đầu bắt thăm dò lại BVB. Bắt thăm dò lại, bắt từ từ thôi anh chị nhá, bắt từ từ thôi. Để chúng ta xem cái vừa là bắt thăm dò, vừa là chúng ta dò lại cái tín hiệu tạo đáy tạo nền của BVB ở quanh vùng 15.5 đến vùng 16. MSB thì cũng đang khá là tích cực khi mà lực đánh của dòng tiền đang duy trì khá là tốt, khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu trên một phiên. Và nó đang giữ được cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vùng 27, trong tuần thì đi ngang ở biên 28 đến 28.5. Góc độ kỹ thuật thì phải chờ cho MSB đánh gãy được cái vùng ở khoảng vùng 20 29, đánh thoát được vùng 29 thì cơ hội phục hồi lại về vùng 31.5 đến khoảng vùng 32, tức là cơ hội phục hồi lại vùng đỉnh cũ là còn. Còn ngược lại mà cổ phiếu này không công lại được vùng 28.5 cộng ấy, thì xu hướng vẫn là lình trình đi ngang ở quanh cái nền tích lũy. Nếu khỏe thì nó sẽ tích lũy ở quanh cái nền 28 đến 28.5 ở đây, còn nếu mà yếu thì nó sẽ quay lại test lại vùng 27, gãy vùng 27 thì đấy là tín hiệu kỹ thuật xấu của cổ phiếu MSB, và chúng ta sẽ cần phải SL những cái vị thế nếu chúng ta đã mua. Rồi chúng ta đi phân tích nhóm ngành chứng khoán, đầu tiên sẽ là SSI. Thì đối với SSI trong tuần khá là tích cực, nhưng phiên kết tuần thì nó cũng xóa hết các cái nỗ lực về mặt kỹ thuật. 2 tuần cổ phiếu này đi ngang ở quanh vùng 48.5 đến vùng 50, nôm na ở đây là hỗ trợ, và kháng cự ngắn thì nó đã thiết lập ở đây rồi. Đó là vùng 53.5 đến khoảng vùng 55, đó là vùng kháng cự ngắn. Về các cái cách mua ở trong cái giai đoạn hiện tại thì theo Hùng là chúng ta chỉ có thể mua được các mã cổ phiếu ở vùng hỗ trợ, sau đó cổ phiếu hồi ở T1, T2 thì chúng ta bán ra. Cái lượng cổ phiếu chúng ta đang nắm ở trong tài khoản, nôm na là chúng ta cũng vận dụng cái hình thức đánh kho T0 trên chính cái tài khoản của mình. Đối với HCM cũng như vậy, trong 1 tuần, 2 tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng giữ khá là tích cực ở khoảng vùng 45, nôm na thì có một vùng hỗ trợ 43.5, tức là nếu mà gãy 43.5 rồi thì thôi chúng ta không phải nói cái gì nữa đối với HCM. Bởi vì gãy vùng đó nó gần như nó là hết rồi, nó là sau đó thì nó sẽ bị đạp rất là mạnh rồi, không không có gì phải bàn cãi cả. Tuần tới thì xu hướng cao nó sẽ test lại 43.5, và trường hợp nếu gãy 43.5 thì các anh chị lưu ý. SHS trong tuần thì cũng đã có những cái điểm test tương đối sâu, và nó test về tận vùng 34 đến khoảng vùng 35. Những cái xu hướng phục phục ngắn này thì lại đưa cổ phiếu này về kháng cự 40.5, và vùng này thì hiện tại là cổ phiếu mất 3 phiên và không công nổi. Và chính vì nó không công nổi nên nó sẽ phải đi về những cái hỗ trợ nó sâu hơn. Nó sẽ test lại, khả năng sẽ test lại vùng 37.5, khỏe sẽ test lại 37.5. Yếu thì lại quay về lại test lại vùng 34 đến vùng 35. MBS hôm nay đạp 4 mã cổ phiếu này rất là kinh luôn.
bốn mã cổ phiếu chứng khoán. MBS thì nó cũng đang tích cực, nói chung là nó giống với sự vận động của SSI, HCM và SSS, đó là nó vẫn nằm ở trong những cái biên hỗ trợ, gọi là biên hỗ trợ tích cực. Sang tuần tới khả năng thì cái xu hướng này thì nó cũng khá là khó để chúng ta có thể giữ lại được cái vùng biên của nó ở đây khoảng 28.5 thì khả năng sẽ là khá là khó. Và nó sẽ có xu hướng quay lại khoảng vùng 272, 272 để kiểm tra lại. Và vùng này thì sẽ quan sát thêm để phân tích. CTS thì cũng như vậy thôi, nó cũng chưa thực sự là xấu mà cũng không xấu không đẹp, nói chung là bình thường. Vùng 20 đến vùng 20.5 vẫn giữ được và biên hỗ trợ ngắn của CTS ở vùng 19. Trong các cái kịch bản phân tích thì chúng ta có một cái vùng chặn lãi, nếu các anh chị có thể xem lại, đó là vùng chặn lãi của quanh vùng 25 khi cổ phiếu bị phá vỡ những cái vùng đó thì đấy là những cái vùng mà chúng ta bắt buộc phải chốt cổ phiếu. FTS cũng chưa xấu cũng không đẹp, nói chung là trong một tuần vừa qua nó có hồi và nó đang quay lại, có xu hướng test lại vùng 32 thì tuần tới sẽ quan sát lại ở quanh vùng 32 của FTS. AIS cũng có một tuần đi ngang, các cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật đã phân tích trong bản tin tuần trước đó là vùng 11, thì trong tuần nay có hai điểm nó quay lại vùng 11. Sau đó thì lực cầu lấy lên tương đối là tốt ổn định. Bây giờ thì sẽ kỳ vọng là sẽ đóng được ở trên vùng 116 để xác nhận cái xu hướng tiếp theo. VX là ngày hôm nay khuyến nghị bắt xổ số. Xổ số là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh một ít thôi và chúng ta xem trong một cái T3 thôi và hàng về là thôi chúng ta bán. Vùng 19.5 đến vùng 20 khả năng sẽ có một cái điểm hồi phục kỹ thuật ngắn hạn của VX ở đây, và khỏe thì nó hồi lại được khoảng về vùng 24 thôi, còn cơ bản thì nó cũng chưa có những cái yếu tố về mặt kỹ thuật có thể đánh giá là khỏe trong một cái trend dài, đấy chỉ là những cái lực hồi phục ngắn thôi. VND đánh giá ngưỡng hỗ trợ 238 và ngưỡng kháng cự ở VND có thể hồi lại ở quanh vùng 44 đến khoảng vùng 45. Phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì VND cũng có một cái điểm lấp lại, thì điểm lấp này chúng ta sẽ đánh giá xấu hay đẹp nó phụ thuộc vào cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của VND, đó là nó sẽ xác nhận lại cái vùng 41 và từ vùng 41 này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, tức là những cái tín hiệu kỹ thuật nó sẽ đến khoảng trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới, phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba. Ok, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta banh về chứng khoán thì chúng ta sẽ phân tích như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phân tích thêm một cái nhóm rất là quan trọng nữa, đó là nhóm ngành thép. Thì đối với Hòa Phát vùng 44 đến vùng 45 đó là hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và nhịp hồi này thì có thể hồi lại về vùng 49 đến vùng 50, và cái phương pháp các anh chị có thể nhìn thấy đây. Nếu như chúng ta đua theo những phiên giá xanh thì gần như chúng ta sẽ không thể có ăn trong thời điểm hiện tại. Vì sao? Vì thị trường của chúng ta đang có những cái điểm đánh sideways đi ngang, tức là có những phiên đánh lên rồi lại có những phiên đánh xuống. Đó, thì chúng ta mua trong những phiên giá xanh thì phiên ngày hôm sau là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điểm chỉnh giảm hiện hữu của nó ở đó rồi. Thì đối với cổ phiếu Hòa Phát có thể quay lại có những điểm test cung lại ở quanh vùng 46. Phiên ngày hôm nay thì nó đang thủng qua 46 một tí, nhưng khả năng cũng đánh giá là quanh vùng 46. Nó sẽ có những cái điểm test test cung kỹ thuật thì nó sẽ quanh 46. Ở phiên ngày thứ hai mà không lấy lại được thì nó sẽ có xu hướng đạp về lại vùng đây, vùng 44 đến khoảng vùng 45 thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nam Kim thì cũng như vậy, thuần về kỹ thuật thì Nam Kim sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 31, khoảng vùng 31 2. Phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa vùng 31.5 và nó sẽ cần thêm các cái tín hiệu giao dịch trong tuần mới. Đối với Nam Kim thì đánh giá biên giao dịch của nó là 30 đến biên 33.5. Hoa Sen có một cái vùng hỗ trợ 32.2 à 30 32.3 đến khoảng vùng 33.3. Và Hoa Sen thì cũng đã có một cái lực hồi phục tương đối tốt về lại vùng 36.
Ở trên góc độ kỹ thuật thì hoa sen cũng hoàn toàn có thể quay lại về lấp lại test lại cung ở khoảng quanh vùng 35. Phiên nay thì suýt soát đóng cửa ở vùng 35 thì chúng ta sẽ quan sát cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo để chúng ta nhận định nhận diện cái xu hướng của hoa sen các anh chị nhé. 35 mà không lấy lại được thì nó sẽ quay về nền thôi, đó là nền 32.3 để test lại cung cầu ở đó. TLH thì cũng không có gì đột biến cả, quanh vùng 14 và trong tuần thì nó cũng đã có những cái lực hồi phục, nhưng lực hồi phục này nó cũng không đủ lớn, gần như nó hồi phục theo cái xu hướng của thị trường. Đó là phiên mà banh và chứng khoán đánh lên thì các mã cổ phiếu đánh lên, và banh và chứng khoán đánh xuống thì tất cả gần như cũng đánh xuống. Đó, và nó cứ cộng trừ cách một như thế thôi, nó cũng khá là khó đúng không ạ? Cổ phiếu VGS cũng như vậy, trong thời điểm hiện tại nôm na cái hỗ trợ 13.5 đến biên 14 ở đây. Cổ phiếu này mà giữ được thì nó vẫn còn những cái cơ hội để phục hồi, còn không thì nó sẽ bị đạp, nó đạp xuống, tức là khi hỗ trợ gãy thì nó sẽ đạp xuống những cái vùng sâu sâu hơn ở dưới này, đó là quanh vùng 12. Ok, phân tích thêm ngày hôm nay thì có mã cổ phiếu nhóm ngành hóa chất thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời điểm hiện tại thì nhóm ngành nào lên ngôi thì dịch bệnh hoành hành thì cái lượng hóa chất mà được phải dùng để phun khử khuẩn nó rất là lớn, và đặc biệt là DGC là một trong những cái đơn vị về mặt sản xuất hóa chất ở trong nước chúng ta đáp ứng được một số các cái hóa chất mà đang được sử dụng để phun khử khuẩn trong mùa dịch Covid tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại thành phố Hà Nội, và tất cả các cái điểm dịch thì đang phải sử dụng cái hóa chất của công ty này, và đấy là cái vấn đề rất là lớn dẫn đến cái câu chuyện là DGC đã có một cái lực đánh rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Và đối với DGC thì các bản tin phân tích định lượng quanh vùng 78 đến vùng 80 và dự kiến target vùng 90 thì tuần này là DGC đã có hai cây đánh đánh xe rất là đẹp và kết tuần ở vùng 92.4, và khả năng cao thì xu hướng để DGC cán về vùng 100x rất là tốt. Ở CSV cũng như vậy, nói đến hóa chất thì không thể nói đến hai mã cổ phiếu này đúng không ạ? Và CSV thì trong phiên ngày hôm nay nó là cái gì ạ? Nó chia cổ tức và nó tăng kịch trần ở cuối phiên. Thì cổ phiếu này có vùng hỗ trợ đây các anh chị này, vùng hỗ trợ 26 thôi, nó đánh nó cũng đơn giản như vậy. Ngắn hạn thì khả năng sẽ chạm về vùng 29 đến 30. Break được vùng này thì lên vùng 32, đấy là những cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta chốt ngắn, chúng ta đánh những cái nhịp ngắn như vậy thôi. Chúng ta đảo qua nhanh nhóm ngành thủy sản thì nhóm ngành thủy sản là phiên trong cái cập nhật cùng Lê thì ngày 14 tháng 7 lồng đã quay trở lại đánh giá phiên ngày 13 tháng 7 là bắt đầu đã phân tích đánh giá nhóm ngành thủy sản, và tại thời điểm đó thì chúng ta đánh giá 4 mã cổ phiếu VHC, FCM và CMX và ACL. Sau đó thì phiên ngày hôm qua thì có đánh giá thêm hai mã cổ phiếu nữa, đó là ANV và IDI. Thì bây giờ ngày hôm nay cũng sẽ view lại tất cả các mã cổ phiếu này cho các anh chị xem định vị. Thì như vậy là về mặt lý thuyết là cổ phiếu này đã đạt cái target kỳ vọng ở vùng 36, ở vùng 37, và phiên ngày hôm nay thì thị trường yếu nên là nó đã không giữ được cái sát xanh, gọi là không giữ được cái mức ở cao nhất. Nhưng về mặt tạo lập thì đây là vùng kháng cự, và khi gặp về vùng kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm, nên là chúng ta sẽ chú ý để chúng ta chốt. VHC có đánh giá vùng vùng tạo đáy, nói chung là vùng nôm na vùng tạo nền tạo đáy, cái này thì đã có nói rồi. Đó là khoảng quanh vùng 37 và 36.5 đến vùng 37 các anh chị, và trong tuần thì chúng ta nói đến vùng 38 nôm na, đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt mà chúng ta sẽ canh những cái nhịp sọc để chúng ta có thể gom cổ phiếu. Về VHC thì cổ phiếu này có thể quay lại vùng 39, khoảng vùng 39.4 ở đây. Tức là sau khi mà có một cái cây nến xanh như vậy thì nó có thể nó quay lại, nó test, nó phải có những cái điểm test kỹ thuật trong một cái hành trình nó đi ấy.
Thì không phải là nó cứ đi thẳng đâu, nó phải có những cái phiên đây anh chị, ví dụ trong hành trình nó đi này, nó có hai phiên test này, nó có những cái phiên test này, đấy nó có những cái phiên test như thế. Thì VHC cũng như vậy, và chúng ta sẽ quan sát lại cái tín hiệu test của em này ở quanh vùng 39. CMX ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok. Tức là chúng ta gọi là chúng ta thăm dò đón đáy là vì là như vậy. Đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ canh ở quanh 13 đến khoảng 13.5. Đây là những cái điểm mua mà hợp lý về giá vốn các anh chị. Tránh trường hợp chúng ta mua đuổi những cái phiên xanh, và đấy là những cái phiên mà chúng ta canh mua. Và chúng ta chờ cho đến lúc mà cổ phiếu này đánh break được vùng 13.6, sau đó có thể chém được cái vùng 14.2 ở đây, 14 ở đây. Đó sẽ là những cái điểm mà chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng trong một cái xu hướng đánh lên của cổ phiếu. Còn hiện tại đang là những cái điểm mà chúng ta có thể gom những cái vị thế thăm dò, nôm na là như vậy. ACL thì không có gì thay đổi cả. Con này nó đánh rất là dốc, khoảng tầm 3 cây là đạt target, và vùng 11 đến khoảng vùng 11.3. Đó là vùng gom. ANV ở thời điểm hiện tại cũng đang nhìn thấy những cái tín hiệu rất là tích cực ở vùng 24.5. Biên kỹ thuật 25 đến biên 26 đang khá là ok, và trong phiên ngày hôm nay thì cũng là một phiên test kỹ thuật đẹp. Đóng cửa 26.5 là đẹp, thậm chí có thể cho sọt về khoảng vùng 26. Thì cách đi của cổ phiếu là như vậy thôi, sau những cái nhịp tăng thì nó có thể quay trở lại sọt test trước khi mà nó hình thành. Đó, nó đây kiểu đi như này đó, và đây là một cái nhịp long lên đó. Thuần về kỹ thuật là nó sẽ là như vậy các anh chị. MIDI cũng IDI này thì nó thiên về đầu cơ đó, và cái cách đi của IDI thì chúng ta nhìn thấy đây, đó là cách đi hình chữ V. Nó đi rất là hình chữ V, đây một cái nhịp và sọt xuống, và đây một cái nhịp long lên. Thì hiện tại là đây cũng là một cái chữ V này, đó cái tính tạo lập của nó là như vậy. Và khi chúng ta ngắm được những cái tính tạo lập như vậy rồi thì chúng ta sẽ hình dung ra được một cách đánh, và đến thời điểm này thì đã khuyến nghị mua IDI. Vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 5.5, đó là cái vùng mà chúng ta có thể canh mua. Phiên ngày hôm nay test cung kỹ thuật nó cũng rất là đẹp, không gãy vùng 5.7. Và với một cái cách tạo lập hình chữ V như vậy thì chúng ta kỳ vọng thôi, đấy là một cái con số trong tương lai, và chúng ta sẽ kỳ vọng là ở bên này nó cũng sẽ có một cái chữ V ở đây, nôm na là như vậy. Đánh trứng thì như vậy thôi, nó lịch sử luôn luôn lặp lại, và trong quá khứ nó như thế nào thì trong hiện tại chúng ta sẽ bắt chước những cái đã diễn ra ở trong quá khứ để chúng ta phán đoán, và chúng ta kỳ vọng một cái đường đi của cổ phiếu. Chúng ta phân tích thêm nhóm ngành nào nữa nhỉ? Nhóm ngành thủy sản này, mía đường anh chị, mía đường sau đó đến dệt may. Mía đường thì có mã cổ phiếu SBT. Thì SBT cũng đã có những cái nhịp đánh nháp, và đây nó cũng con này nó cũng hay thành chữ V lắm, và chúng ta đã có những đánh giá quanh 17.5, đó là vùng mà chúng ta có thể canh mua lại. Phiên nay, tuần nay, nói chính xác là tuần nay nó đang test lại biên 18, thì đây cũng sẽ là những cái điểm test kỹ thuật, và cũng sẽ quan sát thêm lực cầu khi nào mà nó bứt được thoát vùng 19 đến khoảng biên 19.5, thì tại những cái điểm mà em này em ấy chém được cái vùng 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 kháng cự ở đây thì chúng ta có thể canh mua tăng tỷ trọng, và khi cái tín hiệu đó xảy ra thì chúng ta sẽ nâng cái target của cổ phiếu này lên khoảng vùng 21. QNS thì nôm na là gặp kháng cự ở đây rồi, và gặp kháng cự thì làm gì ở các bạn, chúng ta sẽ chốt. Nôm na là như vậy thôi, và vùng 43 đến vùng 44 nó là kháng cự của QNS. LSS hiện tại là đẹp rồi, và em này nó cũng chữ V luôn, cách đi của nó là chữ V luôn đó. Thì đây rồi, nó đang có hình thành xu hướng, tức là đang hình thành cái đáy chữ V. Đó, nó đang xây đáy chữ V ở đây. Và đáy chữ V nó đang xây ở vùng 9 đến 9.3, đó là kỳ vọng, và vùng này thì có thể canh bắt vị thế đối với LSS. Nhóm ngành dệt may chúng ta có phân tích mã cổ phiếu VGT.
Và VGT có đánh giá tín hiệu tạo đáy tạo nền lại ở quanh vùng 15, và trong cái nhịp phân tích cũ thì anh chị em nào chốt được, xem những cái bản tin cũng lên mà chốt được ở vùng 20 đến khoảng vùng 21, đó là chốt đúng đỉnh luôn. Và bây giờ thì cổ phiếu đang dò đáy thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta mua thôi. Ok, 14.5 lên biên 15. Phiên ngày hôm nay thì VGT trả lại cái gap phiên ngày hôm qua. Không sao cả, chúng ta sẽ quan sát lại vùng 15 năm trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới. Quanh biên 15, 15 năm, đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể tham gia những cái vị thế rất là sâu và sát ở dưới đáy này, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro nhất định. TNG phiên ngày hôm nay do là thị trường xấu thôi, chứ còn nếu mà không xấu thì chắc là sẽ đóng cửa được ở trong biên kỹ thuật của nó là biên 21.5 đến biên 22. Không sao cả, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì TNG vẫn đang có những cái tín hiệu rất là tích cực, và kỳ vọng sang tuần tới thì em này sẽ công lại thành công và giữ lại được ở trên vùng 21.5, mà khỏe là vùng 22 cộng thì chúng ta có thể sẽ đưa được cái target của TNG lên những vùng cao hơn, có thể lên vùng 24 đến vùng 25. Chúng ta nói thêm nhóm ngành cảng biển. Nói thêm nhóm ngành cảng biển và sau đó thì đang nhóm ngành cảng biển và nhóm ngành cao su nữa. Ok. Thì nhóm ngành cảng biển trong cái thời gian vừa qua thì nhóm ngành này cũng đã có một cái sự giao dịch tương đối là tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã gặp những cái kháng cự rất là mạnh rồi, GMD. Chính vậy trong phiên ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì cũng đã có những cái đánh giá lại cho các anh chị về nhóm ngành cảng biển để chúng ta có thể hình dung được ở cái góc độ tổng thể là cổ phiếu của chúng ta đang nằm ở vị ở những cái thời điểm nào, còn có điểm mua hay không. Đó, ví dụ như vậy. Đó, GMD chạm lại về vùng 44 đến vùng 45. Ở đây là những cái vùng kháng cự các anh chị, và như vậy thì đây sẽ là những vùng mà không còn những cái điểm mua đẹp. Đó, anh chị nhìn này. Vùng 44 đến vùng 46, đây là vùng canh chốt chứ không phải là vùng canh mua nữa. Đó, ví dụ như vậy. Trong phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay thì về mặt lý thuyết thì phiên ngày hôm nay là thị trường chung giảm thôi, thì cổ phiếu nào nó cũng giảm hết á, chứ không phải là nói tài nói giỏi gì ở đây cả. Đối với HAH nó đang tiệm cận về vùng 40 và khả năng thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật 37.5 ở đây. TCV kép là đang hình thành một cái mô hình chữ V ở đây, và trên góc độ kỹ thuật thì kỳ vọng trong nhịp này TCV kép sẽ đánh về vùng 3x. Phiên ngày hôm nay là đánh tương đối đẹp đấy, nhưng mà chỉ có điều thị trường nó bị xấu thôi nên là nó bị lùi lại. VSC đến thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đã có những cái cảnh báo về mặt kỹ thuật, đó là vùng giá 67 chấm, vùng 67 chấm, và thậm chí ở đây có thể lấy vùng 65 đến vùng 67, đây là vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu này rồi, và trong cái vùng này thì có hàng canh chốt hạn chế mua. Đấy, là những cái này là đã có những cảnh báo như vậy. DXP hiện tại thì chúng ta cũng đang có những phân tích kỹ thuật ở quanh vùng 13. Đang kỳ vọng là DXP sẽ hình thành một cái hình chữ V ở đây, và bên này sẽ là mô hình tăng giá. Và chúng ta sẽ chờ thêm tín hiệu kỹ thuật khi cổ phiếu này đánh break được vùng 14 thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta có thể canh mua thêm. Còn vùng đánh giá tạo nền tạo đáy ở khoảng quanh 13 đến khoảng vùng 13.5, đây là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của DXP trong thời điểm hiện tại. Ở nhóm ngành cảng biển có mã cổ phiếu VOS thì cũng có chia sẻ rồi, mã này thì không có khuyến nghị đầu tư, chỉ có điều là chúng ta sẽ canh trên thực tế thôi, và chúng ta sẽ dự kiến là cái vùng 6.5 đến khoảng vùng 7 này có thể bắt để chúng ta thăm dò. Trường hợp nếu như sau cái bắt xong mà cổ phiếu bị gãy vùng 6 chẳng hạn, ví dụ vậy, thì đấy là những thời điểm mà bắt buộc phải xử lý cái lượng bắt ở đây đó, bởi vì xu hướng cổ phiếu nó bị sai. Rồi, nhóm ngành cao su thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành này, gồm có PHR. Thì PHR trong cái xu hướng hiện tại là vùng 47.5 đến vùng 48, đây là những cái tín hiệu tạo đáy khá là tích cực.
Xu hướng ngày hôm nay thì PSR có lấp lại gap như vậy là nó sẽ test lại vùng 49, vùng 49 này thì sẽ có đánh giá thêm. Chờ cổ phiếu PHR đánh vượt thoát vùng 50 thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể cân tăng tỷ trọng, bởi vì đấy là cái xu hướng để nhận định, cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận là PHR có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây. DRI phiên ngày hôm nay chạm lại vùng 9.8 và đã không giữ được bình tĩnh, vì thị trường chung và cổ phiếu này đã bị đạp ở cuối phiên, và với lực đạp như hiện tại là nó đã bị gãy mất cái vùng 9.4 nên là nó lại có thể đi theo kiểu hình hình như thế này và về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 8.8 đến vùng 9 thì sẽ có đánh giá thêm cái tín hiệu hồi phục ở đây. Hình như đang bị mất mạng hay sao, không không bảng không loát rồi. Đang bị mất mạng. Nhóm ngành này có mã cổ phiếu GVR. GVR thì cũng có đánh giá cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 28.5, dự kiến là cái vùng tạo đáy ngắn hạn của cổ phiếu. Dòng tiền thì cũng đang tốt lên rồi, đường ma cũng đang tốt lên rồi, chỉ có thị trường chung thì nó phụ thuộc quá nhiều vào nhóm banh và nhóm chứng khoán thôi. Dự kiến trong nhịp này thì GVR sẽ đánh chạm lại khoảng vùng 33.5, đây là vùng kháng cự thì có thể canh chúng ta chốt ngắn được. DRC trong phiên ngày hôm nay cũng đã có những cái điểm đánh cực kỳ tốt, suýt soát chạm lại vùng kháng cự của nó, đây là vùng 3x, nhưng mà tín hiệu kỹ thuật của cả thị trường nên cuối phiên thì DRC đành phải quay về lại vùng 28.5 đến vùng 29. DRC thì đã đánh giá một cái lực hồi kỹ thuật từ vùng 26.5 và đưa về vùng 29, thoát vùng 29, tức là cái biên test kỹ thuật của nó ở đây, đường đi của nó sẽ test lại vùng 28 mà không gãy thì nó sẽ đi về vùng 30.5, 30.5 phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí. Nhưng không sao, DRC vẫn đang nằm ở trong biên kỹ thuật, vẫn nằm ở trong biên kỹ thuật 28.5 đến khoảng vùng 29 các anh chị. À lúc này phân tích trong nhóm ngành nhựa thoát thiếu mất cổ phiếu Baona, bởi vì Baona là cũng đã khuyến nghị là bắt lại rồi. Bởi vì Baona nó cũng gặp lại một cái vùng hỗ trợ tương đối ổn định ở đây vùng 15, sau đó thì lực long ngắn đã chạm lại về vùng 16, tức là vùng 16 ở đây nó hình thành một cái kháng cự ngắn ở đây anh chị này. Đó thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu biên từ biên 15 đến biên 16 và một phiên có một cái lực cầu mà chém gãy vùng 16 ở đây thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể canh bắt tăng tỷ trọng hoặc là mở cái điểm mua hết của cổ phiếu Baona. Và đánh giá Baona thời điểm hiện tại thì nó cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt ở cái vùng tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 15. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới view lại tổng quan các mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành rất là cơ bản, thì trong đó thì chúng ta cũng thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại có một thực tế, mà thực tế này thì Hùng đã có đề cập ở trong rất nhiều các bản tin, đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán đang giữ một cái tỷ trọng quá lớn, chi phối chỉ số VN30, chỉ số VN Index. Cùng với thời điểm đó thì các cái nhóm ngành khác, ví dụ như P, ví dụ như xây lắp thì nó cũng có một cái tỷ trọng tương đối là ổn định, nhưng trong cái thời điểm vừa qua thì nó cũng các cái nhóm này thì nó cũng chưa thực sự đủ lớn đủ mạnh để có thể cân lại khi mà nhóm banh và nhóm chứng khoán chỉnh. Cùng với đó nhóm trụ thì nó lại đánh khá đồng pha với lại nhóm banh và chứng khoán, dẫn đến cái câu chuyện là khi đồng loạt kéo thì trụ cũng kéo cùng và khi đồng loạt xả thì trụ cũng xả cùng. Thì đây cũng có thể là một cái ý đồ tạo lập để đánh phái sinh. Đó, cái câu chuyện trong thời điểm hiện tại nó là như vậy. Thì thuần về kỹ thuật, nếu như chúng ta nhìn sâu và nhìn xa vào lòng của thị trường á thì chúng ta thấy như như thế nào? Đó là chúng ta thấy rằng nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có một nhịp tăng quá tốt, gọi là nằm ngoài sức tưởng tượng, nằm ngoài sức tưởng tượng trong cái nhịp vừa qua, dẫn đến ở thời điểm hiện tại là nhóm này không có thể có cái động lực để có thể bứt phá tiếp lên được những cái nấc thang tiếp theo. Trong một cái thời điểm tổng quan về thị trường đó là không có thông tin hỗ trợ tích cực từ vĩ mô,
Đó, chúng ta không có quá nhiều các cái thông tin tích cực, mà bên cạnh đó thì những cái thông tin về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, các 16 tỉnh phía Nam, tức là 16 tỉnh thành vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Và đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh của Việt Nam đang diễn biến khá là phức tạp, và trong phiên ngày hôm nay, trong trong ngày hôm nay thì đã lên đến con số kỷ lục nhất từ đầu mùa dịch đến bây giờ là đâu đó trên 7.000 ca. Đó. Và thành phố Hà Nội thì hiện tại là thành phố Hà Nội cũng đang khá là nan giải trong những cái câu chuyện là truy vết lại, truy vết những cái ca F0 hoặc là cái ca bị nhiễm Covid, là vẫn chưa truy xuất được nguồn lây nhiễm. Và hiện tại thì cũng có một số các cái gọi là con em ở vùng dịch đi về, và tối nay thì có xem thời sự, đó là tránh các cái chốt kiểm dịch và đâu đó thì len lỏi vào trong lòng thành phố thông qua những cái xe hợp đồng. Thì đấy là những cái việc nó rất là phức tạp và rất là nguy hiểm, mà dẫn đến cái công việc, cái câu chuyện là cả phòng chống dịch tại Hà Nội nó sẽ khá là phức tạp. Và nếu như những vùng ở Hà Nội và những cái vùng ven Hà Nội mà gặp phải những cái tình trạng như ở đầu cầu Sài Gòn, thì đấy là một cái câu chuyện mà hết sức là khó khăn về mặt vĩ mô trong những cái khoảng thời gian sắp tới. Còn về bức tranh tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, thì qua những cái view về nhóm ngành thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là ở nhóm ngành trụ hiện tại thì nó cũng đang có cái sự phân hóa nhất định, tức là nó không thuận dòng, đúng không? Nó không thuận dòng. Các cái nhóm ngành khác, ví dụ như nhóm ngành cao su, ví dụ như nhóm ngành thủy sản, ví dụ như là nhóm cảng biển, đó, ví dụ như nhóm ngành dệt may, thì về cơ bản là những nhóm ngành này thì nó đã có những cái hỗ trợ rất là đẹp. Nhưng trên cơ sở những cái hỗ trợ đẹp đó thì nó lại phụ thuộc vào thị trường chung, mà thị trường chung lại phụ thuộc vào nhóm banh và nhóm chứng khoán. Đó, vậy thì cái câu chuyện còn lại là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán nó có tăng được hay không, nó có hồi phục được hay không, và nó có ngày 1, ngày 2 nó có thể tăng ổn định lại trên 3 phiên hay không, thì đấy là một cái câu, một cái dấu chấm hỏi mà đến thời điểm hiện tại này là chúng ta sẽ chưa thể trả lời được. Bởi vì nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có một quá trình tăng rất là dài, và trong cái bản view ngày hôm nay thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là một số các cái mã cổ phiếu nhóm banh nó bị mất những cái hỗ trợ rất là quan trọng, ví dụ như VPBank đó, rồi một số các mã cổ phiếu như là ACB thì nó lại quay lại test cái biên kỹ thuật trong ngắn hạn, hoặc ví dụ với công thương đó, ví dụ chúng ta sẽ xem lại đây, ví dụ công thương thì những cái mã cổ phiếu nó rất là quan trọng, nó sẽ quay lại, nó test lại ở những cái vùng biên 32, đấy là những cái vùng hỗ trợ rất là ngắn hạn ở đây. Thì những cái vùng này cổ phiếu có giữ được hay không, thì cái câu chuyện là không ai có thể giám sát được cổ phiếu có giữ hay không. Đó, chỉ có khi nó bị phá hoặc là nó có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta mới như vậy là cổ phiếu bị phá vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy. Thì đấy là một cái thực tế. Và trong những cái thời điểm hiện tại thì nhóm banh và nhóm chứng khoán thì thông thường nó chỉ tăng được một phiên, rồi nó đào một phiên, tăng một phiên, đào một phiên, và nó liên quan đến cái câu chuyện của phái sinh. Đó thì cái sự móc xích của thị trường nói như vậy để các anh chị cũng hình dung ra được một cái góc độ rất là tổng quan ở trong cái thời điểm hiện tại như vậy, và để tìm kiếm được một cái trend của thị trường mà tăng được khoảng T3 T5 trong cái thời điểm này cũng rất là khó khăn. Đó, nhóm P thì cũng đang gọi là nằm ở góc độ tích lũy, và trên cái góc độ tích lũy đó thì nó cũng cần phải có cái sự ổn định chung của cả thị trường thì dòng tiền mới có thể quay lại đánh được. Đó, thì như vậy là móc xích về thị trường là nó rất là móc nối với nhau, và nó đang hơi hơi tầm gửi vào nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ view lại trên cái góc độ kỹ thuật của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay là có một cây M5 trước cái lệnh đóng ATC, là thị trường chung bị đạp tương đối mà là mạnh. Cả trong phiên giao dịch thì VN Index, xin lỗi cả nhà, phái sinh vẫn giữ được bình tĩnh, tức là nó vẫn giữ được cái mốc 4 1415. Đó, mốc 1415 rất là quan trọng, nhưng đến cái gần sát ATC, tức là cây M5 trước ATC thì cái mốc này đã bị đạp rất là mạnh, và trong phiên ATC thì nó lại tạo gáp giảm. Và cái gáp giảm này thì đưa chỉ số VN Index về lại về lại cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây, trong vùng hỗ trợ ngắn của đây đó là vùng 1.395 đến vùng 1.400 điểm. Thì lại lật ngược lại cái câu chuyện là vậy thì khi cái vùng 1.395 điểm và vùng 1.400 điểm bị phá thì như thế nào?
Đó thì chính là cái đoạn mà Hùng có nói đến trong cái bản tin phân tích ngày 14 tháng 7, ngày 13 tháng 7 đúng không ạ? Thì khi cái câu chuyện này, nếu như cái vùng này bị phá thì VN30 nó lại có xu hướng, tức là trong cái bản tin nó dự báo về vùng 1365, nhưng trên thực tế là test sâu nhất ở vùng 1360, sau đó thì nó kéo lên. Và với một cái tình thế hiện tại của thị trường như thế này, ở như này thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai nó sẽ khá là biến động. Nó biến động về mặt tâm lý, đó là trong 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 cuối tuần nó có thể có thêm những cái thông tin về Covid, nó có thể có thêm những cái chính sách vĩ mô của chính phủ về các cái chỉ thị 16 đó, và những cái yếu tố này thì không thể lượng hóa hết được vào trong phân tích kỹ thuật. Các anh chị phải hiểu như vậy. Phân tích kỹ thuật là chúng ta chỉ nhìn vào cổ phiếu thôi, nhìn vào tín hiệu kỹ thuật như vậy. Còn những cái yếu tố vĩ mô, những cái yếu tố thông tin từ bên ngoài thì chúng ta không thể đưa được vào trong phân tích kỹ thuật. Vì vậy nên chúng ta sẽ chưa thể lượng hóa hết được các cái thông tin có thể đến trong phiên giao dịch trong trong 2 ngày cuối tuần, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sắp tới. Thì về thuần về kỹ thuật thì chỉ số này sẽ có các cái điểm test lại ở biên 1395 đến biên 1400. Và cái điểm này mà nó bị phá thì xu hướng cao là nó lại quay về lại đây. Đó là quay về lại điểm 1380. Sau điểm 1380 thì sẽ là 1360 đến 1365 của chỉ số phái sinh. Thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn, bởi vì hiện tại thì tâm lý đang khá là yếu, nên là chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái kịch bản trong phiên giao dịch của ngày thứ hai như vậy. Và nó song hành với chỉ số VN30 F1M thì chỉ số VN30 cũng như vậy. Ở phiên ngày hôm nay đã có đây ba cây, cây ATC thì không nói, nhưng mà cây sát ATC tức là chỉ số VN30 bị đạp khá là mạnh. Và khi nó bị đạp khá là mạnh như thế thì nó gây một cái áp lực tâm lý lên ATC thì nó là đương nhiên rồi, và nó cũng đã tạo một cái gap giảm ở đây. Thì nó cũng sẽ test lại biên kỹ thuật của nó ở đây là 1395 đến 1400, và biên này mà bị phá thì nó sẽ quay lại biên 1380. Ở biên 1380 không giữ được thì xác suất là về 1360 đến 1365 là rất là cao rồi. Đó, thì nó sẽ về lại cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số VN30 và chỉ số VN30 F1M. Đối với chỉ số VN Index, thì trong tuần là chúng ta lỗi hẹn cái mốc ở đây 1300 1310, và tuần này thì cũng không có thể công lại được cái vùng kháng cự. Trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, có những cái thời điểm mà cũng khá là ok đó các anh chị, có những cái thời điểm là cũng nhen nhóm những cái hy vọng có thể đánh lại về vùng 9h35. Nhưng mà sau đó thì thị trường sideways đi ngang, và cái lực đi không đủ mạnh, và dẫn đến một cái câu chuyện lực đi không đủ mạnh nên nó đã bị mất đà ở trong những cái phút giao dịch cuối cùng và bị đạp khá là mạnh. Thì về mặt tín hiệu kỹ thuật của chỉ số này thì nó sẽ quay lại test lại vùng 1260. Đó, 1260 mà không giữ được thì nôm na nó là như vậy thôi, thì nó cũng sẽ quay về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của VN Index ở đây, đó là quay lại vùng 1 1 bao nhiêu đấy ạ? 1225 đến khoảng tầm vùng 1230, nhưng mà trước mắt ngắn hạn thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát ở một cái góc độ ở quanh vùng 1260 đến khoảng vùng 1250, khả năng thì sẽ ở quanh những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật như thế này. Thì thị trường của chúng ta thì nó sẽ có những cái biến động hàng ngày, và qua từng phiên giao dịch thì Hùng Lê có đánh giá kịch bản cho các cái phiên giao dịch tiếp theo. Chính vậy nên là chúng ta sẽ cần phải có đó, ví dụ như vậy, ví dụ như là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái phiên giao dịch của ngày thứ năm, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản phân tích cho ngày thứ sáu, ví dụ như vậy. Rồi kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ tư đó, phiên giao dịch ngày thứ tư kết thúc thì chúng ta đánh giá ở những cái góc độ như thế nào đó, thì nôm na là tất cả những cái phân tích đó thì Hùng Lê sẽ đánh giá tổng hợp hàng ngày. Và trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ dự báo một cái xu hướng như vậy, tổng quan như vậy, và trên cái xu hướng đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái kịch bản điều chỉnh.
Bản tin tuần ngày hôm nay đến đây là hết. Thân ái và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo. Và trên góc độ kỹ thuật thì trên bản tin tuần sẽ kiểm tra lại mạng sao bị mất. Trên trên các cái bản tin tuần thì các anh chị có thể comment những cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu ở bên dưới bản tin tuần, và ông sẽ căn cứ những cái dòng comment đó thì ông sẽ thu xếp để ông trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị về các mã cổ phiếu chưa được phân tích trên bản tin tuần. Thì tinh thần là như vậy.